Nhìn con nước ngoài sông ta chạnh lòng bao niềm nhớ, cơn gió khẽ lay cành cũng xao động cả tâm tư. Bởi quê hương luôn là chốn tìm về, là liều thuốc chữa lành bao vết thương trong cuộc sống. Tại cô chú chị. Ồ, chị Loan tặng hàng này cả nhà. Ôi, cảm ơn cô Loan. Ôi, chị Loan tặng quà cả nhà. Wow. Trà sữa, trà sữa. Ủa của anh. Này lộn rồi, một hai ngoài nữa, ai nữa? Dạ, dạ em cảm ơn chị Loan. À, mấy ly vậy? Em cảm ơn chị Loan à. Biết luôn á. Đã quá trời luôn thôi. Em này ai chưa có ông hút nói nè trời. Dạ, dạ cho em cái ông hút đi chị. Cho cái ông hút đi đừng. À, chị cho cái ông hút luôn. Hai cái luôn đi, bà bạn bên đây chưa có. Dạ. Em một ly rồi em cảm ơn chị Loan nha. Anh trai phía sau nè. Cảm ơn anh. Trời ơi. Sáng giờ không gặp chị Loan nha. Bây giờ gặp chị Loan là có lọc liền. Ai cũng có quà nha. Đủ rồi, này mới có chưa kìa. Rồi cho em một ly ơi chị Lâm ơi. Rồi. Hiếu, hiếu hả? Hết rồi. Dạ, cảm ơn. Uống nghe, uống cho mát nha. Dạ, cảm ơn chị. Trời ơi, ấm lòng quá cả nhà ơi. Rồi, rồi. Rồi, bây giờ ai không có ông hút thì gắn chịu. Đây cô chú anh chị ơi, em cũng được một ly ha, chị Hồng Loan tặng nha cả nhà. Đây Tài cũng có nữa nè. Đây anh, mấy anh em ai cũng đều cũng có nha cả nhà. Trà này là trà gì đây? Trà ô long trân châu ha. Thơm không? Mình tặng đắt luôn hả? Nè, cho anh cái ống hút nè. Đi quay mà cầm xin ống hút giùm cả nhà. Đó. Quá tuyệt vời. Phải nói là ngon quá. Đây em quay anh nè, anh em quay anh uống cho, thử đi cảm nhận coi. Dừng. Kỳ lắm á. Đây vậy vậy anh quay em. Trời ơi, cầm giùm em cái. Bây giờ cô chú anh chị, bây giờ Tài sẽ uống thử ha và cảm nhận coi cái này là cái gì đây. Ô long lài sữa trân châu trà đó. Thì đặt trên Shopee Food đó. Bây giờ phải tháo cái này ra nè. Rồi mình không có cái ống hút luôn. Thôi em cho anh một cái nè. Dư hả? Dư hả? Rồi phải găm vô đây, lắc đều lên nè. Hút nè. Tại cái gì ngon người ta cúp tố hả? Không, trà ô long. Trà ô long hả? Rất là ngon cả nhà. Cúp đinh dai, ngon. Tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây không phải là trà, cái này nó ngon đâu. Tuyệt vời ở đây là tuyệt vời tấm lòng của chị Hồng Loan. Cảm ơn chị Hồng Loan nha. Sáng giờ mới gặp chị Hồng Loan. Tại nói câu chúc thích à. Cảm ơn. Sáng giờ là không có gặp chị Hồng Loan của chú anh chị. Bây giờ gặp chị Hồng Loan phải nói là có lọc. Không gặp thì thôi, có gặp gặp là có lọc mà của chú anh chị. Nói chị Hồng Loan tặng cho anh em nè. Và chị Hồng Loan nói con cầu là uống cho nó mát. Thật sự mát thiệt. Mắc lòng mắc dạ luôn đúng không? Thật sự là anh cũng đang mắc lòng mắc dạ đó. Đúng rồi, mắc lòng mắc dạ. Nãy giờ rồi khát nước cũng chết luôn, định đi mua. Nhờ suy nghĩ lại sáng giờ quay chưa có view. Không có tiền nữa mình đi mua. Anh hết khát nước chưa? Hết khát nước rồi. Đúng rồi, anh đi hết khát đúng rồi. Quá ngon luôn cả nhà. Chứ em đang khát nè. Mời cả nhà nghe, quên nữa nãy giờ quên mời. Mời cô chú anh chị nha. Hai anh em quay. Dạ. Cảm ơn chị Hồng Loan rất là nhiều. Đó cả nhà ơi. Kệ anh trai ra kệ ca sĩ ra, ca sĩ ra. Có ca sĩ ra nữa cả nhà. Anh trai này là hồi nãy anh mới vào nhà chị Hồng Loan nè. Anh này hồi nãy giống như mình nói là giống như ca sĩ nè. Ô, chào anh. Ảnh vô hồi nãy thì ảnh vô thì chị Hồng Loan tiếp cả nhà, tiếp ảnh. Sau khi ảnh ra thì xách theo hai bịch đồ ăn vặt ở shop Hồng Loan.
mà không biết ảnh là ai, nhìn ổng với ca sĩ cả nhà. Đó. Đây cả nhà. Rất là ngon, đây là một cái ly cũng đẹp nữa cả nhà. Cái cần câu dài dài ngon ngon đây nè. Cô chú anh chị mình yêu thương shop Hồng Loan hai ghế nhà, chị Hồng Loan hai ghế nhà ơi. Số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận nha. Shop Hồng Loan sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng, đóng cửa 9 giờ tối nha cả nhà. Có số điện thoại dễ nhớ nhất là 08 1958 và 1987. 1958 là năm sinh của bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. 1987 là số năm sinh của chị Hồng Loan. Cô chú anh chị mình nhớ ghé nha. Số điện thoại rất là nhớ, rất là dễ nhớ nha. 08 1958 1987. Đó, hai cái năm sinh của bác Năm và chị Hồng Loan. Số đầu là 08 nha cả nhà. Và số thẻ ngân hàng MB Bank của chị Hồng Loan là 1958. 1958 và 5 con số 9 nha cả nhà. Tên là Võ Thị Hồng Loan, shop là Hồng Loan ha cả nhà. Và xin thông báo với cô chú anh chị và các bạn biết được một thông tin nữa, cũng thông báo rồi là chị Hồng Loan có một cái TikTok, mới vừa mở tài khoản TikTok để giao lưu và cũng như là đăng bài chia sẻ, có thể là livestream trên TikTok nữa. Thì cô chú anh chị mình vào quét mã QR nha. Hồi nãy thì em cũng có đăng cái, trên cái hình đó, cái mã QR trên cái tab cộng đồng kênh của em á. Thì cô chú anh chị vào đó mà quét cái mã QR nha. Thì cô chú anh chị hỏi quét mã QR làm như thế nào, thì mình có tài khoản TikTok thì mình sẽ mở vào góc bên tay trái tay phải màn hình mình ở cả nhà, quét mã QR. Thì cả nhà mở cái mã QR trên kênh em ra, rồi xong đó là mở TikTok của cô chú anh chị ra hoặc là quét thôi, thì nó sẽ hiện và nó sẽ nhảy qua cái TikTok của chị Hồng Loan. Thì cả nhà chỉ cần vào follow thôi, trên kênh TikTok gọi là follow, trên kênh YouTube gọi là đăng ký, còn trên Facebook gọi là theo dõi đó cả nhà. Thì nó có mỗi một cái, nhưng cái nào nó cũng gọi là để ủng hộ thôi ha. Nó mỗi cái nó kêu kiểu cách kêu khác nhau, nhưng mà nó là một thôi. Facebook thì theo dõi ha, TikTok thì follow, còn YouTube gọi là đăng ký thôi ha cả nhà. Like chia sẻ thì giống nhau ha. Bên TikTok thì gọi là gì ta, thả tim đó. YouTube thì like, còn Facebook thì thả tim ha cả nhà, cũng tim luôn ha chú anh chị ha. Đó. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha, yêu thương ủng hộ thì cứ ghé shop Hồng Loan nha cả nhà, 8 giờ sáng đến 9 giờ tối nha. Em cảm ơn chị Hồng Loan rất là nhiều đã tạo cái bất ngờ cho anh em vào một buổi chiều. Thật sự đang rất là chuẩn bị đi mua nước, giống như là chị Hồng Loan tạo một cái bất ngờ quá quý luôn cái cô chú anh chị ơi. Anh đang nhìn nhà chị Hồng Loan để coi có gì để mình thông báo cho chị Hồng Loan biết. Giống như hồi nãy mình thông báo cho chị Hồng Loan, hỏi chị Hồng Loan là cái ở trên nhà đó có lấy xuống được hay không. Chị Hồng Loan cũng chia sẻ là không có lấy xuống được vì chưa có ra tòa, nên đồ đó là đồ của người ta, đồ của người ấy, nên mình không có đụng vào, thì mình phải tôn trọng pháp luật, nên không có đụng vào cái đồ của người ấy được ha quý cô chú anh chị. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn chị Hồng Loan, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi, yêu thương em. Thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.